Rồi để thùng sữa đó vô đây cắt luôn nè. Đây anh này cắt nha. Anh em chừa đi. Chừa đi rồi xuất phạt đi. Em đi công đấy. Dạ. Chở anh này. Xe 2 thùng đi. Tạm hàng thôi. Mấy tóc bung mình xử lý được nó mới hay, nó mới đỉnh. Đồ nghề ra đi. Rồi đợi chú xíu nha. Đây để hướng dẫn cắt cho phần trên nè. Chỉ. À, cái tay mình thể đi như vậy. Này chỉ ngoan nhá, xíu. Hỏi vịn lỗ tai. Có kẹo anh. Bước đến lại. Nhà. Em đi khung bài. Cứ kê cái lượt này vô nằm ở đây rồi đi từ từ lên. À, ở ngoài này nó có không sẵn tay đánh luôn cũng được. Đó. Không đi đến đâu sạch tới đó luôn. Bên đây cũng vậy. Từ từ, cái tay từ từ đừng ấn xuống nhiều. Lên tới khung đã. Thấy không? Thấy nét chưa? Thấy đứng chưa? Đã đứng rồi, lát phần trên dứt được lại sơ thôi. Rồi. Còn khi mình đã quen rồi đó, là mình đưa vô là nó nằm luôn. Còn mình đang tập mà. Đúng rồi, mình để mấy, vô mấy trước đã này là mình rồi mới đẩy lên từ từ. Phải hết đứng lên, hết cao lên. Nhiều khi mình cứ đẩy quen tay mình cứ đánh vậy không à. Nè, không ăn đâu. Phải đặt vô cho nó nằm trước. Vì cái tóc mình con bé này kiểu dạng chậm là mình phải cắt thấp luôn. Chứ mình lo mình đánh nó mà mình không cảm nhận được cái tóc đó nó cắt hay không rồi. Thì sao mình biết là nó cắt được, thấy không? Đánh lại kiểu một xíu là nét hơn đúng không? Đi không nằm dưới đây xíu lại. Mình phải đi làm sao cho nó chuẩn trước. Cắt phần tóp trước cho nó gọn trước rồi đi khung rất là dễ. Sẽ bắt lớp để trước. Bắt lớp để trước. Đó. Như vậy xong rồi tí đó mình chỉ cần chỉnh nhẹ qua mái là được. Đó, rất dễ dàng.